Tôi nghĩ cậu nên đi thực tế chụp bổ sung một bức ảnh với biển buổi sáng có sương mù. Như thế, bộ lịch nghệ thuật sẽ trở nên đặc sắc hơn. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài. Suối thác vượt núi dốc, dù tranh vênh có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ người tôi. xung quanh ở nơi đây và sẽ bên sau mãi cả. Ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn mới. Đường chẳng đi dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời rạng người vẫn thơ. Lúc bấy giờ trời đầy mù từ ngoài biển mây vào, lại lác đác mấy hạt mưa. Tôi rút vào bên bít xích của một chiếc xe tăng để tránh mưa, đang lưu luyến thay phim. Lúc ngẩng lên thấy một chuyện hơi lạ, một chiếc thuyền lưới vó mà tôi đoán là trong nhóm đánh cá ban nãy đang chèo thẳng vào trước mặt tôi. Có lẽ suốt một đời cầm máy ảnh chưa bao giờ tôi được thấy một cảnh đất trời cho như vậy. Trước mặt tôi là một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ. Mũi thuyền in một nét mơ hồ lè nhòe vào bầu sương mù trắng như sữa, có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào. Vài bóng người lớn lẫn trẻ con ngồi im phăng phắc như tượng trên chiếc mui khum khum đang hướng mặt vào bờ. Tất cả khung cảnh ấy nhìn qua những cái mắt lưới, và tấm lưới nằm giữa hai chiếc gọng vó hiện ra dưới một hình thù y hệt một cánh con dơi. Toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp, một vẻ đẹp thật đơn giản và toàn bích, khiến đứng trước nó tôi trở nên bối rối. Trong trái tim như có cái gì bóp thắt vào, chẳng biết ai đó lần đầu đã phát hiện ra bản thân cái đẹp chính là đạo đức. Trong giây phút bối rối, tôi tưởng chính mình vừa khám phá thấy cái chân lý của sự toàn thiện, khám phá thấy cái khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn, chẳng phải lựa chọn xê dịch gì nữa. Tôi gác máy lên bách xích của một chiếc xe tăng họng bấm liên thanh, một hồi hết 1/4 cuốn phim, thu vào chiếc Pratica. Cái khoảnh khắc hạnh phúc tràn ngập tâm hồn mình do cái đẹp tuyệt đỉnh của ngoại cảnh vừa mang lại. Tôi chắc mẩm ngay trong ngày hôm nay hoặc sáng mai đã có thể nhảy lên tàu hỏa trở về. Nếu cái anh bạn đồng ngũ không cố níu giữ ở chơi thêm vài bữa nữa. Mày chết đi dâu nhờ, chúng mày chết hết đi dâu nhờ. Những giây phút vừa trải qua khiến người nghệ sĩ như chết lặng. Anh không thể ngờ rằng
Đằng sau cái vẻ đẹp kỳ diệu của tạo hóa kia lại có cái ác, cái xấu đến không thể tin được. Vừa mới lúc trước anh còn cảm thấy thật hạnh phúc, thế mà chỉ ngay sau đó vừa nhận ra cái ngang trái bi kịch của gia đình ngư dân đã làm cho bức ảnh tuyệt vời kia của anh như đang bị nhúng vào đau thương, ghê sợ. Biết Phùng chứng kiến sự tàn bạo của cha mình, thằng bé Phát đâm ra căm ghét anh ba hôm sau. Cũng trong làng sương sớm, Phùng lại chứng kiến cảnh lão đàn ông đánh vợ, cảnh cô chị gái tước đoạt con dao găm mà đem đứa em trai định dùng làm vũ khí để bảo vệ người Phát, mẹ đáng Phát thương. Ơi! Không thể nén chịu hơn nữa, Phùng xông ra buộc lão đàn ông phải chấm dứt hành động độc ác. Lão đàn ông đánh trả, Phùng bị thương, anh được đưa về trạm y tế của tòa án huyện. Ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng. Cả nước không có một người chồng nào như hắn. Tôi chưa hỏi tội của hắn, mà tôi chỉ muốn báo ngay với chị. Chị không sống nổi với cái lão đàn ông vũ phu ấy đâu. Chị nghĩ thế nào? Con lại quý tòa. Sao? Sao? Quý tòa bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được, đừng bắt con bỏ nó. Chị cứ ngồi nguyên đấy. Và chủ trương nguyên tắc của chúng tôi là kêu gọi hòa thuận. Chị cảm ơn các chú. Đây là chị nói thành thực. Chị cảm ơn các chú. Lòng các chú tốt, nhưng các chú đâu có phải một người làm ăn, nên các chú đâu có hiểu được cái việc của người làm ăn lam lũ khó nhọc. Từ nhỏ tuổi tôi đã là một đứa con gái xấu, lại đỗ mặc sau một bận lên đội mùa. Hồi bấy giờ nhà tôi còn khá giả. Nhà tôi trước ở trong cái phố này cũng vì xấu, trong phố không có ai lấy. Tôi có mang được một anh con trai nhà hàng trài giữa phá hay đến nhà tôi mua bà về đan lưới. Lão chồng tôi khi ấy còn là một anh con trai cực tính nhưng hiền lành lắm, không bao giờ đánh đập tôi. Giá tôi để ít đi hoặc chúng tôi tránh được một chiếc thuyền rộng hơn. Từ ngày cách mạng về đã đỡ đói khổ, chứ trước kia vào các vụ bắc ông trời làm động biển suốt hàng tháng, cả nhà vợ chồng con cái toàn ăn cây sinh rồng luộc chấm muối. Lão ta trước hồi 75 có đi lính ngụy không? Không chú à, cũng nghèo khổ, túng quẫn, đi vì trốn lính. Nhưng cái lỗi chính là đám đàn bà ở thuyền đẻ nhiều quá, mà thuyền lại chật. Vậy sao không lên bờ mà ở? Làm nhà trên đất, ở một chỗ đâu có thể làm được cái nghề thuyền lưới này. Từ ngày cách mạng về, cách mạng đã cấp đất cho, nhưng chẳng ai ở vì không bỏ nghề được. Trên thuyền có bao giờ lão ta đánh chị không? Bất kể lúc nào thấy khổ quá là lão xách tôi ra đánh. Cũng như đàn ông thuyền khác uống rượu, giá mà lão uống rượu thì tôi đỡ khổ. Sau này con cái lớn lên tôi mới xin được lão đưa tôi lên bờ mà đánh. Không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được. Là bởi vì các chú không phải là đàn bà, chưa bao giờ các chú biết như thế nào là nỗi vất vả của người đàn bà trên một chiếc thuyền không có đàn ông. Phải, phải, bây giờ tôi đã hiểu. Trên thuyền phải có một người đàn ông, dù hắn man rợ, đàn bạo. Phải, cũng có khi biển động, sóng gió chứ chú. Mong các chú cách mạng thông cảm cho đám đàn bà hàng trài ở thuyền chúng tôi cần phải có người đàn ông để chèo chống khi phong ba, để cùng làm ăn nuôi nấng đặng một sắc con nhà nào cũng trên dưới chục đứa. Ông trời sinh ra người đàn bà là để đẻ con, rồi nuôi con cho đến khi khôn lớn, cho nên phải gánh lấy cái khổ. Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được. Mong các chú lượng tình cho cái sự lạc hậu, các chú đừng bắt tôi bỏ nó. Và lại ở trên thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi sống hòa thuận vui vẻ. Cảm
đời chị có một lúc nào thật vui không? Có chứ chú, vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn con tôi chúng nó được ăn no. Người đàn bà đã khóc khi nghe tôi nhắc đến thằng Phát, nhưng tình thương con cũng như nỗi đau, cũng như cái sự thâm trầm trong việc hiểu thấu các lẽ đời, hình như mụ chẳng bao giờ để lộ rõ ra vẻ bề ngoài. Trong cái đám con cái đông đúc đang sống ở dưới thuyền, mụ không yêu đứa nào bằng thằng Phát, cái thằng con từ tính khí đến mặt mũi, giống như lột ra từ cái lã đàn ông đã từng hành hạ mụ, và không khéo sẽ còn hành hạ mụ cho đến khi chết nếu không có cách mạng về. Chiều gió này không khéo báo cấp 11 rồi. Những tấm ảnh tôi mang về đã được chọn lấy một tấm. Trưởng phòng rất bằng lòng về tôi, không những trong bộ lịch năm ấy mà là mãi mãi về sau. Tấm ảnh chụp chung của tôi vẫn còn được treo ở nhiều nơi, nhất là trong các gia đình sàn nghệ thuật. Quái lạ, tuy là đen trắng, nhưng mỗi lần ngắm kỹ vẫn thấy hiện lên cái màu hồng hồng của ánh sương mai. Lúc bấy giờ tôi nhìn thấy từ bãi xe tăng hỏng, và nếu nhìn lâu hơn, bao giờ tôi cũng nhìn thấy người đàn bà đang bước ra khỏi tấm ảnh. Đó là một người đàn bà vùng biển cao lớn với những đường nét thô kệch, tấm lưng áo bạc phách có miếng vá, nửa thân dưới ướt sũng, khuôn mặt rỗ đã nhợt trắng vì kéo lưới suốt đêm. Mụ bước ra những bước chậm rãi bằng chân dậm trên mặt đất chắc chắn hòa lẫn trong đám đông.